Em chào cả nhà nhá. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhá. Thì hiện tại bây giờ ấy, nó là 6 giờ chiều vào ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch. Là em vừa đi tưới qua vườn lan em này cả nhà này. Thì tại sao em quay video này? Thì vừa rồi ấy là đầu tháng 5 ấy là em có chia sẻ với cả nhà ấy, là cái vấn đề là mình tưới nước vào cái mùa hè nắng nóng. Thì em chia sẻ với cả nhà ấy, là tưới vào lúc sáng sớm là trước lúc nắng một tiếng đồng hồ đấy, và chiều tối mát là khi hết nắng và nhiệt độ ở trong vườn mình nó xuống từ dưới 28 độ trở xuống là mình tưới lan. Thì có rất nhiều bác phản bác với em là tao tưới nước bình thường lúc có nắng không sao cả. Thì tại sao em làm cái video này là em minh chứng cho mọi người cũng biết. Bởi vì là cái vườn lan này em như cả nhà nhìn thấy, em là trên sân thượng tầng 3 và em là đô thị. Thì ở khu vực em ấy, nó có cái hiệu ứng đô thị rất là mạnh, và cái tiểu khí hậu của em ấy trồng lan nó rất là khắc nghiệt. Thì như cả nhà nhìn thấy, đây là cái loạt trầm em treo ở chỗ men lan can mé ngoài là ăn nắng trực tiếp luôn. Thì sáng nay em quên mất, em không quay lại cái video sáng nay em tưới nước. Thì sáng nay là 8 giờ sáng em tưới nước như cả nhà nhé, em tưới hết cho cả vườn lan em, để em quay để cái trường hợp này cho cả nhà cùng xem. Thì sau khi em tưới buổi sáng nay lúc 8 giờ sáng ấy, thì bây giờ em tưới và những cái chậu lan em nó có hiện tượng như này đây. Đây như cả nhà nhìn thấy cái lá nó đây. Đấy, nhìn nó bạc hết cả cái dập lục xanh như cả nhà. Và nó rất là nhăn nheo. Thì đây nó là cái hiện tượng là khi mình tưới nước là nước có đọng ở đây. Và cái thời tiết nắng nóng cực độ ấy thì nó dẫn tình trạng đến cho mình như này. Đây nó không phải hiện tượng bị thối nha cả nhà nhá. À, cả nhà nhìn lá nó đây. Đây là một loạt trầm em để ngoài trực tiếp. Đấy, bị rất là nhiều. Đây, đây nữa cả nhà này. Và một cái số con kiến em để cái chỗ khu vực này. Đây, khu vực này là nắng chiếu trực tiếp đây. Đây cả nhà nhìn lá nó đây. Đấy, đây nó không phải là vết thối nha cả nhà nhá. Đây lá nó bị đây. Đây đống kỳ đây. Đây trắng hết cả ngọn này cả nhà này. Đấy. Đây nữa này. Đấy, cái mầm gốc này là bị này. Đấy thì em làm cái video nó quay lên để em chứng minh cho những cái bác phản bác em ấy, là với cái khu vực thì em không biết tiểu khu vực của các bác như nào, nhưng với cái tiểu khí hậu của em ấy nó là ở đô thị và là ở trên chân thượng nên khí hậu nó rất là khắc nghiệt. Nên chính vì vậy ấy, là em tưới nước là em tưới nước theo cái chu kỳ của em là như vậy, và em làm như nào làm chia sẻ với mọi người như vậy. Đây còn một loạt ở trong này, một loạt trong này ấy, thì là nó là cũng qua được một cái lớp mái trên này. Đấy, thì nó không bị ảnh hưởng mấy cả nhà. Em chưa tìm thấy cây nào ở trong này bị ảnh hưởng, và cái vấn đề là lá bị kiểu cháy nắng, cháy om nắng như vậy. Đấy, nó có nước vào. Đấy, nó có nước đọng nước trên thì nó gặp nắng cực độ thì nó sẽ bị như vậy. Thì cả nhà không tin ấy, cả nhà cứ để ý coi. Mặc dù những cây lan của các bác ấy có để ăn nắng trực tiếp vào cái thời tiết nắng nóng cực độ như này, 37 đến 40 độ ấy, thì như em đã quay cho cả nhà vườn lan em mà ở trên vườn lan em ở ngoài trời là dự báo thời tiết 37 độ, nhưng riêng trong vườn em bao giờ cũng trên 5 độ. Nhất là cái thời tiết mà nó om gió như là mấy ngày hôm nay. Thì các bác cứ thử đi. Rồi, em nói đến vậy thôi. Thì em xin kết thúc video đấy nhá. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo.